Hello, chào cả nhà nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube chuyên bàn hàng nội địa và phân bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em mà một đẩy đến từ thương hiệu nồi của Mỹ là Carver, và dòng này sẽ có tên model là A400X. Đây là một cục đẩy mà có cấu hình và nó là vô cùng mà khủng khiếp nữa mà. Cộng với nội thất ở bên trong sản phẩm này nó là rất là hầm hố. Và con này là chuyên chỉ những cặp loa khó tính, và anh em chơi những cặp loa 4 tấc, và anh em có nhu cầu mà nghe nhạc hoặc hát karaoke ở trong không gian nhà rộng tầm khoảng 40-50 mét vuông trở lên thì sản phẩm này sẽ đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu đó của anh em. Đây là dòng sản phẩm mà đời khá là cao, đến từ thương hiệu và của Carver nha anh em. Dòng này nó sẽ có một cấu hình rất là khủng, khi nó trang bị chúng ta công suất là 400W ở chợ kháng là 8 ohm, còn chơi 4 ohm thì nó có công suất là 600W nha anh em, còn chơi mono thì công suất nó là 500W anh em. Dòng này cũng là một trong những dòng mà Nhật vừa mới vào hàng thôi mà, nên về hình thức của nó còn cực kỳ mới, đẹp keng, tầm khoảng là trên 90% nha anh em. Thì mặt bên của nó thì nó sẽ có thiết kế là những cái lỗ tổ ong nha anh em. Những thiết kế này giúp nó sẽ tản nhiệt tốt hơn, vì dòng này đặc biệt thì nó sẽ không có trang bị quạt tản nhiệt nha anh em, nên anh em sẽ thấy là nó sẽ không bị độ ồn khi mà anh em trải nghiệm nghe nhạc. Đánh giá rất cao về thiết kế dòng sản phẩm này. Còn về mặt sau của dòng sản phẩm thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đến bắt tem dòng sản phẩm này trước anh em. Đây, Carver, hàng chính hãng là của USA, model là A400X. Con này nó sẽ có điện là 220V anh em. Về dòng mà nó sẽ xuất vào thị trường của châu Âu, mà bên dưới là công suất tiêu thụ điện của dòng sản phẩm này là 250W anh em. Rồi sản phẩm này sẽ trang bị ta hệ thống là 4 cặp loa anh em. Sản phẩm thì nó sẽ có hai cổng để mà lấy tín hiệu nghe nhạc. Còn bên đây là công tắc để ba em chỉ đổi giữa chế độ nghe stereo hoặc nghe mono. Ở bên cạnh đây anh em sẽ thấy là một cái sơ đồ để mà cho anh em hướng dẫn cách anh em chơi mono. Đây, cộng trừ anh em sẽ đấu cộng bên đây, trừ bên đây nếu mà anh em muốn chơi mono cho anh em. Vì đây dòng sản phẩm mà nó rất là chuyên nghiệp mà. Rất là nhiều anh em mua dòng sản phẩm này về để chơi với hệ thống là một loa, và anh em ghép loa sức để chơi với dòng này rất là tốt luôn anh em ạ. Bên đây anh em thấy là một cái tem chính hãng là Made in America nha anh em. Còn về nội thất ở bên trong của Carver A400X và nó còn siêu mới nữa mà, siêu đẹp luôn nha anh em. Con này sẽ trang bị chúng ta một tăng phô rất là lớn, chạy hai tổ động nguồn xanh, và đặc biệt là con này thì anh em thấy là hai bên nó sẽ có hai cái đáy nhôm tản nhiệt rất là to và dài vậy anh em. Mỗi vế nó sẽ chạy tổng cộng là 8 con sò than nha anh em. Thì dòng sò mà mình đánh giá là khả năng khuếch đại âm thanh nó nghe tiếng phải nói rất là trong anh em à, và nó đánh cái loa lớn nghe phải nói rất là bùng nổ anh em, và đánh giá rất là cao rồi phẩm này, và đặc biệt là giá nghĩa là tôi nghe nó rất là tốt, chỉ với 8.500.000 đồng. Nếu anh em muốn mua thì anh em phải liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiều nhất. Và bây giờ mình sẽ vào nghe bài test sức âm, mời anh em. Và hiện tại mình đang phối ghép sản phẩm này với cặp loa 4 tấc của JBL nha anh em. Đây, mà mình chơi con này như là một cái
để mà test chất âm của con cover này. Mùa xuân vừa đến, hoa nở bung bóng nha bạn. Cover A400X thì phải nói là không những gì để chơi cả nhé, mà mình đang test với cặp loa khủng 4 tốc của JBL. Con này đánh tiếng tôi nghe rất là bùng âm thôi nha, mà đối với những dòng sản phẩm cao cấp thì anh em chơi với những cặp loa khủng mà phải nói là best ở nhà nha anh em. Dòng này anh em chơi karaoke phải nói là thoải mái, nhưng mà họ hát cỡ nào thì cỡ này đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của anh em luôn. Mà đặc biệt cái dòng này nó sẽ xài điện 220V cho anh em, cho anh em mua về cắm trực tiếp luôn, không cần phải qua một cái ổn áp hoặc biến áp. Nhưng mà cái dòng này công suất phải nói là khá là khủng, anh em phải đầu tư một cái ổn áp mà phải là trên 2kg. Nếu mà nó là điện 100V, cái này 220V thì nó rất là tiện lợi luôn. Và con này thì đặc biệt nó có quạt cơ, nhưng mà nên con này anh em không cần phải sợ nó sẽ ồn ào tiếng quạt khi mà anh em trải nghiệm âm thanh. Nói chung đây là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói là hoàn hảo của cover trong cái phân khúc giá này. Rồi anh em thấy sao bài tổng quan dòng sản phẩm này, hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp em trên những video lần tới. Bye. Anh em thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.